Võ Văn Kiệt. Ông là người gần gũi với dân, bám sát thực tiễn. Ông là người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng trọng dụng nhiều nguồn trí thức. Từ đó ông đưa ra những quyết sách lớn. Khó khăn, thử thách, nhiều ý kiến phản biện, nhưng khi đã quyết thì ông hành động quyết liệt và đã để lại nhiều công trình mang đậm dấu ấn Võ Văn Kiệt. Không có bàn cãi gì nữa cả, không có nói làm, không làm, chỉ có thể là làm sao thật nhanh. Lại một lần nữa, mọi người đến với ông. Theo thời gian, mọi người càng nhận ra ở ông nhiều quý giá. Ông là con người của những quyết định lớn, một nhân cách lớn, hiếu với dân nên sống mãi trong lòng dân. Mãi mãi là một người cộng sản chân chính trong trái tim của nhân dân. Tất cả đều vì dân, cho dân. Phải chăng vì vậy mà người ta mệnh danh ông là ông Sáu Dân? Trong hội trường trang trọng này, dường như ấm lên khi nhiều tấm lòng, nhiều tình cảm, nhiều ký ức dành cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã dâng lên, mở ra và lan tỏa. Từ một người lãnh đạo kháng chiến quả cảm và mưu lược, ngay sau khi vào tiếp quản đô thành Sài Gòn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Võ Văn Kiệt đã thể hiện là có người hành động đầy nhiệt huyết. Chất lửa từ tinh thần tiến công cách mạng của ông đã thắp lên, đã thổi vào tâm hồn, vào cuộc sống, vào phong trào thanh niên xung phong, giúp họ sẵn sàng tiến lên phía trước để xây dựng lại đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay mang dáng vẻ của một thành phố hiện đại và đang phát triển sung sức. Có lẽ nhiều người vẫn không quên những năm tháng người dân thành phố lâm vào cảnh thiếu đói khi cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp kéo dài làm kinh tế đất nước kiệt quệ vào cuối thập niên 70. Trong cơn khủng hoảng ấy, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đã có những quyết sách táo bạo. Đồng chí chủ trương lập cái công ty lương thực và cho phép đồng chí Ba Thi lúc bây giờ là giám đốc công ty lương thực đấy, đi xuống miền Tây để mà mua gạo thỏa thuận. Có thể nói là một đồng chí nghĩa là bí thư đi chạy gạo cho dân ăn. Cho nên là nhiều bộ ở Trung ương đó là phản đối rất dữ. Nhưng mà vì đồng chí có trách nhiệm với dân và đồng chí nghĩa là làm nó ra cái kết quả thực tế, nó đúng đắn. Và làm tới đâu thì thấy rõ là kinh tế nó lên tới đó. Những năm đầu đổi mới tư duy kinh tế, ông vừa bám sát thực tiễn, vừa thu thập lý luận từ nhiều nguồn khác nhau. Ông luôn lắng nghe dân, hỏi ý kiến các chuyên gia trước khi ra quyết định. Ông không chỉ dựa vào các chuyên gia trong bộ máy nhà nước, mà rất chú ý lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia độc lập. Kể cả một số chuyên gia đã làm việc dưới chế độ cũ, chuyên gia người nước ngoài. Đây là những thành viên chủ chốt của nhóm chuyên gia độc lập, nhóm thứ 6, vì nhóm này thường họp mặt vào ngày thứ 6 trong tuần. Chiếc ghế này xưa ông thường ngồi để lắng nghe và đối thoại với nhóm thứ 6. Cái mà làm cho tôi cảm kích là tôi nhớ cái hôm họp toàn thể tổ tư vấn đó, thì ông Sáu đi vào, tôi không hiểu là các anh mà trong cái tổ có nhớ không cái hình ảnh đó, là ông đi vào và ông cứ nói, vừa đi vừa nói, trước khi tiến tới cái ghế ngồi đó thì ông có nói như thế này: tất cả các anh chị thấy nhá, tôi đi vào đây tôi không cầm nón cầm mũ gì nhá,
thì nghĩ rằng đừng có sợ chụp mũ, mà các anh chị cứ nói rất là tự nhiên và tôi sẽ cố sức lắng nghe tất cả. Thì đấy là cái cảm nhận đầu tiên hết, tôi thấy rằng đấy là một cái người mà sẵn sàng để nghe. Và mọi người nói xong vui rồi, cái gì ổng phản biện lại phản biện, cái gì tranh luận thì cứ tranh luận. Ổng rất nghiêm túc với những ý kiến khác, nghĩa là không phải trên nói chuyện trên đại trà, đại là một chuyện rồi, nhưng mà sau đó trở lại nói tay đôi, đó là vấn đề mà cho nó rẻ. Thì tôi chưa bao giờ gặp những người lãnh đạo như thế. Thái độ chân tình cởi mở của ông có sức thu hút động viên rất lớn đối với các thành viên trong tổ tư vấn do ông lập ra, cũng như các chuyên gia chế độ cũ trong nhóm thứ 6. Do vậy, họ cũng nói với ông những ý nghĩ chân thành, mạnh dạn tranh luận với ông nhiều vấn đề quan trọng, và họ thật sự tâm phục khẩu phục khi ông đưa ra những quyết định. Ngày nay, hiệu quả của đường dây 500 kV tải điện Bắc Nam không ai có thể bàn cãi. Nhưng 20 năm trước là một quyết định khó khăn và táo bạo. Buổi đầu triển khai dự án đường dây 500 kV tải điện Bắc Nam đã có nhiều ý kiến chưa đồng thuận, có nhiều ý kiến phản biện gay gắt, có ý cho rằng chủ trương kéo điện vượt Trường Sơn là duy ý chí, làm thâm hụt ngân sách là phiêu lưu, là mạo hiểm. Điểm nổi bật của phong cách Võ Văn Kiệt là ông thật sự tôn trọng trí thức, phát huy tài năng trí tuệ của trí thức trong việc tư vấn cho lãnh đạo. Ông biết dùng người, biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến khác biệt. Trí thức tin cậy, họ mở lòng với ông, chính là ở thái độ chân thành lắng nghe ý kiến của họ. Đôi khi có những ý kiến trái tai, thậm chí gay gắt, nhưng ông vẫn nghe một cách bình tĩnh, không cắt ngang, không quy chụp, không thành kiến. Tôi cho rằng cái năng lực mà lắng nghe của ông có thể nói là vô địch. Tức là tôi chưa từng thấy một lãnh đạo nào mà có cái năng lực lắng nghe như vậy. Và nghe xong rồi ông có về sau ông tâm sự, ông nói là mấy anh nói tôi phải trân mình lắng nghe. Tôi còn trân nhớ cái chữ trân mình. Trân mình mà nghe. Anh nói hồi nãy trẻ nói trên mình, nhưng mà có lần tôi cũng nghe ông nói với anh Thức á, Trần Động Thức á, là tôi nghe tôi nói anh Bích hay là anh Lâm Võ Hoàng á, luật sư tôi Nguyễn Hồng Bích hay là anh Lâm Võ Hoàng nói chuyện, ông nói tôi phải bấm tay với ghế nè, nghe tôi chịu không nổi mà tôi phải ráng ngồi nghe mấy anh nghe, rồi bây giờ tôi mới về tôi mới ngồi tôi suy nghĩ lại, rồi tôi mới thấy à mấy anh nói cũng có cái lý của nó, nghe không, mà để tôi xào nấu rồi coi anh sao. Mặc dù có nhiều ý kiến phản biện, nhưng sau khi đi khảo sát thực tế, thu thập ý kiến từ nhiều nguồn, nhiều người, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tỏ rõ quyết tâm xây dựng cho bằng được đường dây 500 kV. Là không có bàn cãi gì nữa cả. Không có nói làm, không làm nữa. Chỉ có thể là làm sao thật nhanh. Đó là vấn đề đặt ra đối với chúng ta. Sau khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát lệnh khởi công đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam, toàn tuyến đã xung trận với tinh thần quyết tâm không ai lay chuyển nổi. Ông thường xuyên có mặt trên những địa điểm thi công hiểm trở, ở các điểm cao, các tuyến vượt sông, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Để rút ngắn tiến độ xây dựng đường dây tải điện 500 kV từ 4 năm xuống còn 2 năm, ông đã đề ra cách làm đầy sáng tạo. Bây giờ tới lúc này đó là tôi có thể quyết được đối với các anh 2 năm thôi. Là đồng loạt chứ không phải cuốn chiếu hai đầu. Chia khúc ra
tức là mỗi một đơn vị là mấy trăm cây số, cắt khúc ra, đồng loạt là khởi công. Bởi vì cái tuyến nó dài chứ không phải là mật độ nó ở một cái diện tích nhỏ như thế này. Thế thì nói thì anh em họ thấy cũng có lý. Nhưng mà tôi nói thêm thế này, nếu như một năm mà làm không được 50%, như vậy là bốn cái trạm biến áp cũng đồng thời làm, trụ điện cũng là đồng thời làm nhiều trận, chia ra là 4-5 trận như thế, để làm. Thế nếu như một năm mà chúng ta thi công không xong, không được 50%, thì còn năm sau chúng ta giải quyết thế nào? Năm sau các đồng chí cắt nhỏ ra nữa. Ông là người nhìn xa trông rộng, luôn luôn đi trước, quyết đoán những điều mà không phải ai đương thời cũng đồng tình. Nhưng rồi thời gian cho thấy Võ Văn Kiệt luôn đúng. Sau này ông Lê Đức Anh, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhận định: với anh Kiệt, tôi tâm đắc nhất là ý chí và hành động cách mạng của anh luôn gắn với nhau. Đã nói thì làm, và làm đến nơi đến chốn. Sau khi hoàn thành đường dây 500 kV tải điện Bắc Nam, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có những chuyến công tác dài ngày về duyên hải miền Trung. Ngày ấy, Bình Sơn, Dung Quốc còn khoác lên mình tấm áo nghèo khổ. Thế nhưng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lại chọn nơi đây để xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước. Ông chọn Dung Quốc làm khu công nghiệp lọc hóa dầu là chọn nơi đặt một điểm tựa, một động lực cho cả miền Trung cất cánh, tạo điều kiện cho nhân dân miền Trung thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi nghĩ rằng đây là một người mà phải nói rằng đối với tôi trong cuộc đời làm khoa học, tôi hết sức xúc động vì tôi coi Thủ tướng đó là một người dẫn đường. Mình là người thực hiện, còn Thủ tướng là người dẫn đường. Vì Thủ tướng đã chỉ ra là về kinh tế phải làm gì, miền Trung phải tiến lên bằng con đường nào và đi tìm con đường để tiến lên như thế nào. Đây là một điều tuyệt vời mà hiếm thấy. Chứ nhiều người là họ chỉ thích là chỗ giàu có, chỗ nghèo khổ người ta chê. Nhưng mà Thủ tướng nhìn chỗ nghèo khổ, Thủ tướng nhìn ra cái thế mạnh ngày mai của nó. Cụ thể là ở Dung Quốc là cái vùng Bình Sơn vùng cực kỳ nghèo. Nhưng mà đối với Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến đó, đó là nàng công chúa, đó là ngày mai, đó là chỗ để Việt Nam tiến lên. Thì tôi nghĩ rằng cái đó nó chỉ có ở những người gọi là người tài. Giống như khi ông quyết định về dự án đường dây 500 kV hay dự án xa lộ Hồ Chí Minh, đến quyết định chọn Dung Quốc làm khu công nghiệp lọc hóa dầu không phải được nhiều ý kiến đồng thuận. Có những ý kiến phản biện đã đưa ra, nhiều khó khăn được nhắc tới, nhiều lợi ích được bàn cãi. Nhưng cuối cùng, tư tưởng vì dân của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chiến thắng. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước, nhưng thường bị nhấn chìm trong những mùa lũ lớn. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi còn đương chức cũng như sau khi nghỉ hưu đã có nhiều chuyến khảo sát về các vùng trọng điểm ngập lũ. Ông đi đến nhà dân trò chuyện và chăm chú lắng nghe những tâm trạng bức xúc của họ. Nghe dân, với ông đó là cách tốt nhất để hiểu con người, để nắm bắt được thực tế cuộc sống. Là một nhà lãnh đạo hết sức quyết đoán, nhưng cũng là người hết sức thận trọng, ông thường lắng nghe rất nhiều ý kiến khác nhau trước khi ban hành các quyết định của mình. Rất nhiều cái bàn luận cũng các chuyên gia rồi cũng như là của các vị lãnh đạo. Thì cũng một phần nói là bây giờ nếu mà mình khơi cái vùng phèn này ra thì đất này nó sẽ trở phèn hơn, đó mình khui cái phèn ra. Đó. Nhưng mà cái nhóm mà trong đó có tôi thì nói bây giờ mình không có khui nó ra. Mà khui thì khi mình khui đi thẳng ra luôn cái biển Tây thì mình sẽ đưa nó phèn ra.
thì nó có thể là được. Cho nên cuối cùng là Thủ tướng Nguyễn Văn Kiệt mới có quyết định rất là táo bạo. Sau khi đi xem cái vùng này rồi thì Thủ tướng là chấp thuận là cấp kinh phí cho đào cái kinh năm. Sau quyết định của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, kênh T5 được nhanh chóng khởi công. Các phương tiện thi công bằng cơ giới làm việc ngày đêm. Công trình này hoàn thành chỉ trong vòng 4 tháng, một tốc độ thi công đạt kỷ lục. Cũng là một cách hết sức là tự nhiên, là khi một công trình lớn như thế thì rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng mà khi đã chứng kiến thì đã thấy được, thì cuối cùng làm sao mới biết. Mà có thể nói rằng cho tới bây giờ tôi thấy rằng ít có công trình nào mà làm một cách khẩn trương, quyết liệt và kết thúc sớm như cái kinh tế này. Mà nó cũng xuất phát từ cái thái độ quyết tâm của anh Sa. Cho nên công trình này có thể nói rất là gọn ghẽ. Quả thật tôi cũng rất ngạc nhiên là tại sao anh Sáu lại có thể có được cái dự đoán, có được cái linh tính như vậy. Cái dự đoán của anh Sáu là hoàn toàn chính xác. Từ khi có hệ thống kênh đào và kiểm soát lũ của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đồng ruộng được cải tạo, nông dân vùng tứ giác Long Xuyên từ chỗ thất bát đói nghèo vì lũ lụt vươn lên dẫn đầu toàn vùng về sản xuất lương thực và xuất khẩu gạo. Quan trọng hơn là 10 triệu cư dân vùng lũ đã an cư lạc nghiệp. Ông Võ Văn Kiệt xuất thân từ một gia đình nông dân đi kháng chiến, rồi trở thành Thủ tướng Chính phủ. Một vị Thủ tướng năng động, sáng tạo và có nhiều quyết sách lớn, hiệu quả lâu dài. Vì sao ông có được năng lực ấy? Có lẽ bên cạnh thường xuyên cọ sát với thực tiễn, đúc kết những bài học quý giá từ thực tiễn, nền tảng kiến thức của ông còn được tích lũy trong quá trình tiếp xúc với dân, với nhiều chuyên gia, chính khách, với lực lượng trí thức ở cả hai miền và từ nhiều nguồn đào tạo. Ông không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, nhưng khi mình trình bày những cái gì mà ông nghe và ông tuy là khác ý, nhưng ông có thể nghe và ông có thể biết được những cái đúng cái sai, và khi ông biết được cái nào đúng là ông có quyết định làm ngay. Đó là cái mà mình thấy là một cái tố chất có thể nói rất là đặc biệt. Thì tôi quá đổi ngạc nhiên đi. Thì ủa mà sao ông này cái kiến thức hay là cái cách đặt vấn đề nó nghĩa là thật sự ra nó là trong cái giới mà chuyên gia mà mình thường gặp cũng ít người mà có được như vậy, hiếm lắm. Thì té ra là vì cái tâm ông sáng. Thì các anh cũng có nói là cố Thủ tướng rất là quyết đoán. Thì làm lãnh đạo mà không quyết đoán thì không thể nào gọi là lãnh đạo được. Thế nhưng mà quyết đoán thì có khi đúng, có khi sai. Nhưng mà cái tôi cho rằng cái mà đối với tôi quý nhất á, cái quyết đoán của Võ Văn Kiệt á, là hợp lòng dân. Đúng là rất quyết đoán. Khi đã suy nghĩ chín chắn, khi đã lắng nghe ý kiến của nhiều người, kể cả những cái người mà thường đó ít ai quan tâm. Nhưng mà khi đã nghe và đã suy nghĩ rồi thì quyết liệt chủ trương và quyết liệt hành động. Ông có trí tuệ lớn là bởi ông có trái tim lớn. Ông là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bởi ông có tâm hồn và nhân cách lớn. Ông là con người của những quyết định lớn, có những quyết định làm và không làm, bởi ông có tầm nhìn xa trông rộng. Ông là con người của hành động, bởi ông có đức lắng nghe, có lòng trọng dụng hiền tài, kể cả trong và ngoài nước. Suốt cuộc đời làm cách mạng, ông đã lắng nghe dân, lắng nghe mọi người để đưa ra quyết định và hành động. Bây giờ đến lượt mọi người lắng nghe ông, lắng nghe những bài học quý báu mà ông đã gửi lại
lắng nghe những ước mơ khát vọng về quốc kế dân sinh mà ông chưa kịp thực hiện, để cùng nhau bàn thảo tranh luận, để mạnh dạn ra quyết định và quyết liệt hành động. Hành động cho đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh và đất nước vươn lên sánh vai cùng bạn bè năm châu bốn biển.